Quýnh Nhà xin mời chào quý cô bác anh chị em. Lên ở đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mến chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ, an nhiên và thật là mát bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện tối nay của Quýnh Nhà nhá. Người ta thường hay nói có đức, có tài thì luôn luôn là những người sẽ có một cái con đường đi rất là sáng suốt. Và đến bây giờ thì mình chứng kiến được các con của cố ca sĩ không những là Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Quỳnh Trang không đâu, mà tất cả những người con còn lại của cố ca sĩ luôn được sống trong cái sự yêu thương sung vầy, sung túc bên đại gia đình mang tên của cố ca sĩ. Và tất nhiên rằng là bản thân của anh Cờ bây giờ chắc đang hối hận lắm, nhưng mà nó đã quá là muộn rồi. Vừa qua thì mình có nghe được một cái thông tin rất là vui, vui cho phía bên gia đình của cố ca sĩ, nhưng mà rất là buồn cho phía bên của anh Cờ và chị Ngọc Lê Lê. Ông trời ổng xui khiến làm sao á, mà tháng 6 của năm 2021 là cái tháng định mệnh của đại gia đình cố ca sĩ, và tháng 6 của năm 2022 nó cũng sẽ là định mệnh của anh Cờ và chị Ngọc Lê Lê. Ta nói nó ê chề lắm, tưởng đâu là ai vua với cô cuồn cuộn, rồi có được cơ ngơi đồ sộ, rồi được mọi người tung hô chứ. Ta nói ngày đêm bố ruột của Cờ mô men và trong những cái live stream trực tiếp của cô cuồn cuộn để dõi theo cái câu chuyện mà cô cuồn cuộn đòi nợ hộ dùm cho anh Cờ. Ví dụ như người ta không lên tiếng, người ta đánh kẻ thì mắc mớ gì cô cuồn cuộn cô phải đi đòi nợ dùm cho anh Cờ, đúng không quý cô chú anh chị? Không có lửa thì làm sao mà có khói, mà đã có lửa có khói rồi thì phải chịu trách nhiệm trước những việc mà mình đã làm thôi. Mới vừa đây thì Quýnh Nhà có đọc được một cái bài báo vào ngày 25 tháng 6 vừa qua. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành mời và làm việc đối với chú luật sư, chú tiến sĩ cũng giống như là hai cô trợ lý đắc lực của cô cuồn cuộn của anh Cờ, mà mình không biết được rằng là đến khi nào thì sẽ kêu tên gọi tuổi của anh Cờ và chị Ngọc Lê Lê đây. Chứ nghe đâu là các bác đã thu thập được rất là nhiều cái tình tiết mới trong cái vụ án của cô anh Cờ đấy. Thì mình nghĩ được rằng là làm sao mà mình có thể là mình che mắt thánh được. Bàn tay của mình có thể là hạ bệ một cái người hiền lành và luôn làm những việc thiện nguyện để giúp đỡ cho đời cho người thôi. Vì những người đó người ta không có sân si, giống như cố ca sĩ cũng vậy. Một người con của Phật hướng theo những gì mà Phật dạy, cô ấy chưa bao giờ mà muốn lên tiếng để có thể là cãi tay đôi, hay là nói để bảo vệ cái chính kiến, cái quan điểm của bản thân mình, hay là bảo vệ chính bản thân và đại gia đình của mình, chưa hề. Những lần mà cô cuồn cuộn cũng giống như là anh Cờ, chị Ngọc Lê Lê và bố ruột của Cờ tiếp tay cho nhau á, thì cố ca sĩ đều khóc. Và những giọt nước mắt của cô ấy rơi đến ngày hôm nay, nó cũng đã và đang được dần sáng tỏ. Ta nói chắc bây giờ gia đình của anh Cờ đang rất là lo lắng đó. Sao mà không lo lắng được, đúng không ạ? Tại vì bao nhiêu lâu nay mình đã làm biết bao nhiêu là cái chuyện sai khoái rồi. Chỉ còn đúng 2 tháng nữa thôi, khi mà các bác đã đưa ra cái câu chuyện này theo một cái kết luận chính xác á, thì đảm bảo rằng là chị Ngọc Lê Lê với anh Cờ có chạy đằng trời á. Thiệt. Đừng có nói rằng là mình không có liên quan liên đới gì tới cô cuồn cuộn ngang, mà mình phải hiểu rõ rằng là mình có liên quan mật thiết với người ta. Cho dù là tin nhắn đồ, Zalo đồ này nọ các kiểu mình có xóa đi chăng nữa thì phía bên các bác cũng khôi phục lại được. Cho nên rằng là từ từ thì khoai nó cũng nhừ. Mà ta nói nghe nó mắc cười lắm. Chắc chú bầu chú biết được cái hơi này rồi nên chú biệt vô âm tính đó quý của chú anh chị. Chú đâu có quan tâm đến anh Cờ ra sao và như thế nào đâu. Tự nhiên cái nhận người ta về làm cháu cưng đồ này nọ các kiểu. Mới có 2-3 tháng thôi cái cao chạy xa bay, bay mất hút. Hổng lên tiếng lên nói bất cứ một cái điều gì mà ta nói nó cay nghiệt. Thiệt sự là cay nghiệt luôn á, trời ơi là trời. Chỗ dựa vững chắc của anh Cờ đã bị bứng gốc. Rồi còn bác Ba thì sao? Nghe đâu là bác Ba bây giờ lên cái chức chủ tịch của công ty bất động sản đồ này nọ rồi. Mà vừa qua thì bác Ba cũng đã lên tiếng nói kỹ là bác Ba muốn tách anh Cờ ra khỏi bác Ba. Mà cũng đúng thôi, chứ bây giờ mà cứ bấu víu vào anh Cờ thì chắc có lẽ rằng là nó tiêu tan sự nghiệp của bác Ba. Cho nên rằng bác Ba biết cái con đường dừng,
cái điểm dừng của mình. Bắt ba muốn tách riêng biệt ra. Ta nói hỡi ơi luôn đó quý cô chú anh chị. Bây giờ là sao? Trơ trọi một mình lẻ loi. Không biết được rằng là trong thời gian sắp tới còn 2 tháng nữa thôi chị Ngọc Le Le, thì không có sự giúp đỡ của bác ba, chú bầu thì ta nói chú lo cho chú còn chưa xong nữa, cho nên rằng là chị Ngọc Le Le nhớ cố gắng lo cho cả gia đình của anh Cờ nghe. Tại vì sắp tới đây nó có nhiều cái chương trình tiết mục lắm, mà ta nói rằng là bản thân của anh Cờ ê chề lắm. Nếu như chị Ngọc Le Le đã từng nói rằng là chị coi anh Cờ giống như là người thân, là em trai ruột của mình, muốn giúp đỡ anh Cờ đó mà, thì nhớ mà vớt vát anh Cờ sau cái đợt của cô cuồng cuộn nghe không. Rồi bản thân của chị cũng vậy nghe không. Ta nói hô cho cố vô, rồi đến lúc đổ thừa cho nhau, vu vạ cho nhau, nói rằng là anh Cờ buộc tôi phải nói như vậy, nói như thế kia. Ta nói nó nhục nhã lắm nghe. Nói đó mọi người, ngày hôm nay thì còn chị em chứ, nhưng mà ngày sau là chị em như là cây cà rem luôn đó. Tại vì mọi người biết sao không, ngày xưa đó là quýnh nhà chứng kiến rồi. Ta nói những cái dòng sao thú xứ mướt của chị Ngọc Le Le khăn lấy khăn để cố ca sĩ, rồi đến bác ba cũng khăn lấy khăn để bác ba, rồi đến chú bầu cũng khăn lấy khăn để chú bầu, rồi bây giờ chú bầu chú biệt vô âm tính không dám thốt ra nửa lời, rồi bác ba nói rằng là muốn tách biệt anh Cờ ra khỏi bác ba cái cũng không dám nói nửa lời, rồi bây giờ đến cái chú nhạc sĩ không ấy coi chừng chứ, cái show diễn mini của chú nhạc sĩ mà tổ chức á mọi người, có khi đó là cái show diễn cuối cùng của anh Cờ đó nghe, nghi lắm mà, thiệt sự luôn á, là có khi là không còn bất kỳ một cái cơ hội nào nữa đâu. Mà ta nói quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có bấy nhiêu người đó, và người ta chỉ muốn thực hiện được cái mục đích của họ. Họ thích, họ là những người Phật sống, những người thánh sống, họ thích họ được khen ngợi, tung hô. Tại vì tung hô khen ngợi thì biết ai và đánh bóng tên tuổi cho họ. Chứ còn bản chất của sự việc này là anh Cờ không có giá trị gì với họ cả. Và chung quy tóm lại thì ta nói rằng là dậm chân mãi mãi, dậm chân tại chỗ. Và còn 2 tháng nữa thôi thì sẽ quyết định tương lai và sự nghiệp của anh Cờ luôn. Người xưa thường hay nói có đức thì mặc sức mà ăn. Các con của cố ca sĩ tự nhiên người ta xung vầy, người ta quay quần, người ta yêu thương tràn trề như vậy đó. Mọi người đi đâu ai cũng thương, đi đâu ai cũng mến. Mà nhắc đến các con của cố ca sĩ thì ai cũng chạnh lòng xót xa về cố ca sĩ. Ngay kể cả các ông bồ show lớn nhỏ trong nước và ngoài nước, người ta mến mộ cố ca sĩ, người ta thương cố ca sĩ, người ta nghĩ đến cái tình cái nghĩa của cố ca sĩ nữa. Vậy đó. Còn anh Cờ thì sao? Tưởng đâu là mình là minh tinh mạng bạc, mình là ngôi sao hạng A, bài đặt lên tung hô, hô mưa gọi gió đồ này nọ các kiểu, rồi bây giờ sao? Ê chề chưa? Chưa đâu. 2 tháng nữa rồi mọi người mới thấy được rằng là cái bản chất thật của anh ta là như thế nào. Bây giờ nói á, thì người ta nói rằng là anh ta đã từng là một cái người đã phải chịu áp lực rồi bị bòn rút đồ này nọ. Các bạn yên tâm đi, tiền nó không phải là lá mít. Tiền nó là mồ hôi công sức, là nước mắt của cái người làm ra. Và bản thân của anh Cờ, nếu như ở trong nhà của cố ca sĩ mà có 9 đến 10 tỷ đồng trong vòng 6 năm thì đương nhiên rằng là khi mà ra với các bác lớn á, các bác lớn khơi mào giùm cho anh Cờ thì anh Cờ phải vui mừng chứ, vui lay vui khôn xiết chứ, mình sắp được lấy lại tiền rồi mà, tiền tỷ không đó quý của chú anh chị. Cho nên rằng là mình không biết được hiện tại bây giờ anh Cờ anh đang vui vì sắp tới đây anh ta sẽ được lấy lại số tiền cát xê của mình, hay là anh ta đang rất là buồn tại vì bao nhiêu lâu nay chị Ngọc Le Le với anh ta đóng kịch hay quá, nói láo quá mà ai ngờ đâu các bác làm thiệt. Cho nên rằng là sống gian sống dối, tất nhiên rằng cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng lòi ra. Mình đâu có thể nào mà mình một tay che cả bầu trời được, không người này thì cũng người kia biết. Ra ngoài các bác lớn, bên bộ người ta làm việc thì đâu có dễ dàng gì mà qua mắt người ta được. Mà ta nói tự nhiên sống đang yên đang vui như vậy đó, cái đi vẽ vời ra, nói xạo nói gì đó tùm lum tà la tà lưa, vu vạ đặt điều cho người ta, rồi bây giờ bị các bác điều tra thì ta nói là hỡi ơi luôn. Bởi vậy bây giờ đang lo lắng là cũng đúng thôi. Bao lâu nay nói có đúng với sự thật đâu, cho nên rằng là bây giờ sợ cái sự lấp liếm của mình để lấy đi cái sự thương hại của Quý Mạnh Thường Quân, người ta rót tiền về cho mình đó, thì bây giờ nó đã được sáng tỏ rồi. Tất nhiên rằng là
cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng lòi ra. Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mến chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái đoạn video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.